Hello mọi người nha. Hôm nay Tú với Lộc đi tìm một loài động vật mà hầu như là sẽ không thấy ở mấy cái vùng khác được. Thì mấy bạn biết rồi đó, ở vùng biển thì sẽ có cua biển, ở vùng đồng thì đồng ruộng thì sẽ có cua đồng. Và trong khi đó là cua biển, cua đồng mình cũng từng ăn rồi, và nhiều người cũng đã từng ăn rồi đúng không? Hôm nay Tú với Lộc sẽ đi tìm một loại cua mà nó gắn liền với núi rừng, đó là cua rừng, và gọi là cua núi. Tôi thích cái tên chính xác của nó là cua núi bạn, vì cua núi nó ngon hơn cả cua biển nữa, và ngon hơn cả cua đồng rất là nhiều. Lúc trước mình ăn rồi, mình ăn rất là nhiều rồi, nhưng mà không có dịp để chia sẻ cùng mọi người. Không, hôm nay Lộc với Tú là đi tìm ăn cua núi núi để đào và để chia sẻ cùng mọi người. Ăn gì bóng lón luôn á mày ơi, mà gãy cây trong sao đào ăn này nè. Ha, có thọt, có dấu tay thọt mày ơi. Bắt cua hay gì rồi? Này là có người bắt rồi quá mà. Đi xe dọc cái này xuống dưới. Biết nơi đây em bao tay thôi. Hả? Đi ngược lên. Xuống đi. Ngược lên ở trên cái thác cao lắm. Sao có cua? Xuống gần chiền á. Ở dưới này có thể là có cua đồng luôn á, có cua đồng, cua núi ở chung, cua đồng thì nó gần chiền các bạn, gần chiền gần mấy ruộng á, có mấy cá bảy màu ở đây dữ lắm, mà tao nói trên này cá bảy màu nhiều lắm, cá hồng tâm. Kiếm ăn cua, kiếm ăn cua. Ây da, mấy cây dừa đi. Cái gì? Cái tiếng xe ngoài sao đâu bớt ngồi em bớt bự không? Ngón tay, ngón tay bắt liền hút được. Chia sẻ với bạn biết luôn, sợ dễ bắt là con nào dễ, nhiều gít dễ không? Ta nghe có tiếng người với chó này, người ta đi kiếm cua hay gì á. Ây da, ở đây gì thấy cua núi không vậy? Em có à? Ở cao cao trên trên có không? Cái này là đi xuống rồi chứ đâu có đi lên không, cao. Dạ không, ý nghĩa là đi cao cao trên có. Giờ này đâu có gặp cua núi, ban đêm mới có cua núi. Giờ này nó vô trong hang ha. Giờ là đào hang mới có ha. Hang nó đào đó. Dạ. Nó ở trong kẹt đá rồi. Dạ. Con cua màu đỏ đó. Con bắt được con cua. Mình với Tú sẽ mang theo cái con suối này các bạn. Đi theo con suối này kiếm cua núi. Quá trời cây rồi, quá trời rồi. Còn người dân ăn rồi bỏ rồi kìa, xả rác tùm lum giống mình rồi đó. Quá trời. Ba cái cát nó vô đi ủng đau quá. Đi chui chui vô mấy gần coi mấy kẹt đá. Thì cua núi thì nó ở mấy kẹt đá bà. Ban ngày rất là khó kiếm. Ban ngày thì chúng ẩn nấp vào những kẹt đá. Đi cá rô. Ý, cái gì đó. Ban đêm chúng ta kiếm ăn. Giống như cua đồng mình thôi. Cua đồng ban ngày mình hiếm gặp lắm. Nó cũng vậy á, nó trốn trong hang. Còn đây thì cua đá thì ban ngày nó đi lộn cua núi chứ. Đi lên hướng này đi. Hướng này đi. Có gì hồi vòng lại. Cua núi gì nó chui vô mấy cái kẹt đá mà. Bữa nay mình quay bằng điện thoại cho nên sẽ bị rung lắc hơn nhiều quá bạn. Mong mọi người thông cảm giùm nha.
Cái gì? Không có nước hả? Đi mình kiếm kiếm vô mấy khe, cái cạc đá mới có. Ây da, kiếm mấy cạc đá này nè. Ban ngày hơi bị khó kiếm. Cua giờ bị khó kiếm mà. Mình đi nãy giờ khá xa. Nhưng mà cố gắng hết sức để cho các bạn biết chuyện cua núi. Sẽ có nhưng mà hơi bị cực thôi. Một con một mà cũng chua nữa. Đâu? Bắt nữa không? Hôm qua bắt được con chung với hàng rít rồi. Giờ làm luôn hay gì? Sao vậy? Bắt nữa hả? Ừ. Mày bắt cái gì? Thử kinh nghiệm bắt đi. Dám không? Đúng rồi. Quái thiệt. Bắt mà kỹ một chút không có gì hết. Đây này hang nhện nè. Giọt dạng ra đi. Ờ bên đó hang nữa kìa. Vậy là bắt hai con luôn, lỡ rồi bữa nay bắt hai con. Mà không có cua thì bắt nhện. Chứ sao vậy? Được không? Cái gì? Nại cụ đá lên đi. Nó trọng hả? Nó bít họng vậy là nó trọng á. Khoan nha. Hồi nãy đi. Tao lấy giò tao đạp nó. Nói không? Chuyện gãy len. Mẻ đây á. Cái cây này quay đi tao làm cho. Đây nè. Quay đi chết nó. Sao em biết chết tụng? Chẳng gì đâu. Hôm nay kìa nằm chống kìa. Đá bự quá. Kiếm gì chim lên đó. Được đá. Kiếm gì? Lẹ đi mày, hỏi mày. Con nhỏ ngoài đó nhóc quá kìa. Dễ bắt hơn. Tôi chim vô ngày ngày có nhện con nữa. Mấy cục cá khác chim vô nữa. Rồi, mua đi. Thì nó nằm kìa, thấy không? Nằm kìa. Nhóm chim vô nữa kìa. Hết đá rồi. Sẽ giết chú làm sao đâu, bắt không? Đâu có rồi đâu. Vậy mấy cái gì? Quay cho mọi người sát gì cho mọi người xem đi. Cái này nằm luôn các bạn. Các bạn. Cái nhện nằm không? Đó. Đó. À. Đừng ai hết hồn nghe. Rồi ra đi. Rồi. Quay lát lên luôn cho sáng. Rồi. Còn lát chưa? Lát rồi đó. Chưa. Tính nắm vậy luôn hả? Không ngu à má. Nằm ru với nhau. Bà ngoại của dâu, nằm ru bà ngoại của dâu, nhít như vậy. Con này giống con kêu quá. Đi ra. Đi ra kìa. Giờ bắt cái con này hơi bị cực. Nguy hiểm quá, nó nằm vậy có không biết cách bắt. Cái nằm nó vậy nè. Quỷ nhỏ nó không dám bắt luôn các bạn. Thì ớn quá. Nó dám bắt thì mình bắt. Một cái mai ăn mấy con bắt thôi. Ớn quá. Có cục cá nào kia nha. Nhà quay dần lên. Sao đẻ được? Cái gì? Sao không đẻ đâu có được? Sao không? Nó ngủ đông hay vậy? Đừng làm nó gúng mấy. Quỷ nhỏ. Giờ lấy cây đi. Tại cái đầu nó nằm vậy mà khó chụp quá, chụp lên không biết sao.
Đây nè, thấy cái đầu nó thích rồi. Con này bự vậy? Bự lắm, con này bự hơn con kia nữa. Con này kê cả cái chà bánh nện luôn kìa. À, cái này con này bự con kia luôn, cái đầu thấy cái đầu đó không? Cái đầu đó. Ừ. Ê ê bậy. Ôi vậy. Kìa. Cái cây khác rồi. Cái cây khác mà đè đầu xuống rồi. Đè lên lên. Nè. Nói cái này luôn được không? Từ từ. Con này nó bự dữ lắm. Con này nó bự hơn kia nữa, con này ăn đực. Con này bự hơn kia nhiều luôn mày ơi. Ừ. Thấy cây cục đá nè. Nó cho cái mình nó nâng cua trời. Thì cái cua luôn. Cua. Cua hùm. Cua hùm. Này bự dữ trời. Wow, quá bự mày ơi. Dữ lắm mày. Chà má luôn. Dân tôm hùm đó. Cũng kia nữa. Dân tôm hùm luôn các bạn. Mày cầm con này đi. Cái này chứ mày cầm tao bắt con kia nữa. Ui vãi cái này. Chúng mưa dữ rồi. Con này bự hơn con nãy nữa. Mày cầm đi tao bắt con kia. Tao để xuống mày cầm đè anh đầu cầm vậy là không có gì hết. Đừng có sợ. Nè. Cái cây này, cái đầu này cái tay nè, cầm đầu đi. Cầm chắc nha. Chưa nha. Chắc chưa? Chưa. Chắc chưa? Rồi chưa? Rồi. Cứng nha. Rồi quay qua đây tao bắt con này luôn. Má ơi, con này con mới thấy mới cầm lên đầu luôn bà nội. Bà nội cô dâu ơi. Này này nhìn nè. Đây thêm con nữa. Đây thêm con nữa nè. Dở lên nó nằm luôn đó mà, dở đá lên luôn. Kìa nó nằm, kìa nằm kìa. Nó lấy đá chim vô. Lấy đá này. Chim vô, chim vô. Ở đâu? Nó đang nằm trong kén á. Đâu có miếng này hả nhỉ? Miếng nhện này hả? Ủa? Ủa? Đi đâu rồi? Đi khỏi tổ vậy. Cái đầu nó khỏi cái mẹ nó. Rồi chết rồi. Chết rồi hả? Chết đâu? Có đầu chết. Chuyện là đi khỏi tổ vậy rồi. Chỉ vậy. Chuyện nó ngừng cái gì? Mày thấy không? Đầu nó bự hơn ngón tay cái mình luôn á, cái đầu đó. Cái đầu cái còn chưa bằng nữa, ngón tay cái nó gì. Để mà thấy rõ không đó, đó. Mình thấy cận cảnh cho bà con thấy coi sao này, lông lá thấy cận cảnh luôn nè, đó. Đây là nanh nè, nè, nó hai nanh đó, thấy không? Đó, hai nanh đây, các bạn thấy hai nanh không? Xuống chưa? Ghét không xuống hả? Ghét xuống sao còn có bọc. Xuống chưa? Mày mé đi, tao dịnh ngay đây. Rồi được hai lần đầu tiên trong đời tôi cầm con gà nó bự như vậy đây nè. Các bạn thấy xấu xí vậy ăn rất là ngon. Thiệt chiên ngon mà. Mà chưa từng biết à. Vậy tao chiên thụ. Nhưng mà nó ghê lắm, đừng lúc mà sống được ăn nha. Ai là bột người rút dữ vậy? Sao cụ? Vãi. Quỷ gích á. Gích nằm đâu hả? Nằm lúc dưới luôn mày. Để tao đặt đèn lát lên. Dính 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 dứt dính dứt. Quanh ra từ quanh ra ta coi em con gít con nhện còn sống không biết nó còn sống bình thường gít cũng còn sống luôn chứ này hai con quýnh con nè à, bỏ vô lẹ luôn túm miệng lại liền nha xích xuống dưới nhét vô không có gì đâu nhét tay vô trong
Nó vô. Rồi lẹ lên, buộc lẹ lẹ luôn. Chúc mừng mày, lần đầu tiên đụng vào con nhện nhện. Chào má nện. Chào má nện. Đi coi có gặp nó không, gặp bắt nữa. Bắt về chiên luôn. Thì cái chọc anh mưa tới luôn rồi. Chết bà dầu chỗ nào đâu chui. Chỗ nào đâu chui. À biết đâu. Kiếm chỗ chui đi. Kiếm cục đá nào chui vô. Như từ thiên chui vô đá mà được. Cầu đạt lum đá chứ mưa ướt một cái một rồi. Từ đây sao không còn gì để quay. Đi kiếm con cua núi. Đi kiếm từ sáng đến giờ luôn chưa gặp. Nhưng mà mình sẽ cố gắng tiếp tục đi kiếm con cua núi chứ không có dừng ở đây đâu. Mình phải kiếm cho ra mới được. Hello. Bông lung như một trò đua à. Đi lên nữa. Mình với Tú nãy giờ đi cũng leo lên khoảng 1 cây số rồi. Từ mặt đất lên núi á. Nhưng mà chưa bắt được con cua nữa. Con cua quỷ này nó trốn rất là kỹ buổi sáng. Nó chui cây hai cây đá và mấy cái hang hốc không à, khó bắt lắm. Mình với Tú đang cố gắng bắt chúng để cho mọi người xem. Mình biết chắc chắn là rất nhiều người không biết về loài cua này. Tại vùng mình thì nó có mà còn ít mà vùng bãi núi của mình. Ban ngày khó kiếm quá trời. Ban ngày khó kiếm nhưng mà chịu khó kiếm đi. Sáng không gặp à? Đi lên đi. Đi lên kiếm cho mấy cái khe khe đó. Mấy con cua nó bò trên đá hay lắm. Con cua này nó màu đỏ. Mình mấy nó sàn sùi á, không nó giống như cua đồng mà mình mấy nó sàn sùi hơn. Mà nó hung dữ hơn. Nó cực kỳ hung dữ luôn á. Mấy bạn đụng thôi là nó nghe càng cái đất kẹp vậy nè. Nó phùng ra liền chứ không phải như cua đồng mình. Kiếm hơi bị mệt à. Khe này tối quá không thấy được nó. Con đêm nó bò ra nó kiếm ăn thì dễ kiếm hơn. Chứ bây giờ nó hơi bị khó đây. Cái này cái nào cũng có mà mình không có thấy được. Gần tới đỉnh của cái thác luôn rồi. Cục. Này hào khó đi các bạn. Đây mấy cục đá mưa nó trơn, rất là trơn. Sau 3 tiếng lặn lội bư biết bao nhiêu cái hang các bạn. Nhưng vì không có cái hang nào có nó chứ. Nên mình với Tú không có quay được cho bạn xem. Con cua thì mình sẽ để về con cua, cái hình con cua núi trên cái đoạn video này để cho mọi người biết. Và mình hứa sẽ có clip bắt nó, thật sự dính nó. Mình sẽ cố gắng tìm. Hôm nay xui quá xui rồi, đi không có. Từ sáng tới giờ lội tới đỉnh núi luôn. Đi theo con suối nè. Đi bắt được nhện thôi. Con nhện nhện gì quên tên, có ai biết tên không ta? Có ai biết tên comment phía dưới cho mình biết ta. Thay mình kêu nhện bà. Còn gích thì gích chúa. Để mình đi, nếu mà còn gặp được con nhện nào nữa, tổ nhện nào nữa bắt nữa. Đi. Đường đi khó đi quá. Mà mưa nữa, lâm râm nữa rồi. Mình với nó đi lúc nào vậy chứ. Lên người ta tú. Đi xuống rừng nè. Ủa đâu phải chứ súng. Ủa cái gì ta, những cái súng mà không phải súng này, xịn chứ không phải súng.
đi xuôi dưới đồng thác lại, hy vọng là ở dưới con cua. Khó đi quá. Đi đường trên nè, dễ đi nè. Đi vào mùa mưa này nó rất là nguy hiểm. Do đá nè bạn, nó đông rong rồi chúng ta đi á. Ây da, ây da, chín cái đầu rồi. Do đá chúng ta đi rồi rất là trơn trượt. Và mùa mưa thì mấy con động vật, cái bò sát nó sẽ ra rất là nhiều. Chẳng hạn như rắn nè, rết nè. Nói chung là nhiều loại khác, mấy cái chỗ này đi nguy hiểm quá.